Ở đây chúng ta có số mol của CuNO3 tất cả hai lần. Là bằng 0,2 mol. Chúng ta có mol e trao đổi là bằng IT chia cho 96.500. Y là 2,5. T là 5790 chia cho 96.500. Ở đây mình tính được là bằng 0,15 mol. Và mol HNO3. Thế để cho chúng ta lấy 0,2 nhân 0,5 là bằng 0,1 mol. Người ta nói như sau: sau khi phần kết thúc thì người ta cho HNO3 vào cái dung dịch thu được sau phản ứng, sau điện phân. Người ta cho vào bình điện phân. Trong bình điện phân này chúng ta gồm có kim loại đồng sinh ra và những cái phần ion do nó sinh ra nữa. Cái đó sẽ đi tới dùng với HNO3. Và cách xử lý bài toán này như sau. Ở đây á, thì chúng ta khi chúng ta điện phân thì thằng CuNO3 tất cả hai lần chúng ta điện ly đầu tiên ra CO2 cộng và ion NO3 trừ. Thằng đây 0,2 thì đây 0,2, đây sẽ là 0,4. Cái đó điện phân chúng ta sẽ tách làm hai phần, phần cathode và phần anode. Theo triết lý đó là gì? Anh dương trị âm. Như vậy cathode chúng ta sẽ thu được CO2 cộng và nước. Còn bên này anode chúng ta sẽ thu được ion NO3 trừ và nước. Bây giờ nè, ở đây là cái CO2 cộng chúng ta sẽ điện phân bằng cách nhận 2 để biến về Cu. Còn sau khi điện phân xong, nếu mà CO2 cộng chúng ta điện phân hết thì dẫn đến nước điện phân. Bên này NO3 trừ không điện phân, bên này nước điện phân. Nước bên này sẽ cho 4E để biến về oxy và H cộng. Chúng ta đi cân bằng. Đây 4 âm nhân cho 1 là 4 dương. Đây 1 nhân 4. 4 hydro, đây 2 nhân 2. 2 oxy, 2 oxy đủ. Như vậy ở đây chúng ta có mol này trao đổi là 0,15. Thì chúng ta chuyển qua CO2 cộng ở đây vẫn là 0,075. CO đây là 0,075. Như vậy do sau phưởng á, thì cái số mol của CO2 cộng chúng ta dư bằng cách lấy 0,2 trừ đi 0,075. Do CO2 cộng dư thì nước chúng ta sẽ không điện phân. Như vậy sau điện phân này thì chúng ta sẽ thu được cái CO2 cộng dư, lấy 0,2 trừ đi 0,075 và bằng 0,125. Cái thứ hai đó là kim loại đồng sinh ra là 0,075 tại cathode. Bây giờ qua anode, mol trao đổi là 0,15. Thì bên này oxy chúng ta là 0,15, chúng ta chia cho 4. 0,0375. Và H cộng ở đây là 0,15. Như vậy chúng ta còn thu được oxy 0,0375. H cộng chúng ta là 0,015, 0,15. Em nghe rõ chỗ này. Khi người ta cho HNO3 vào trong dung dịch sau điện phân thì khi đó chúng ta sẽ có phương trình phản ứng, đó là ion kim loại đồng chúng ta sẽ đi tới dùng với ion H cộng và ion NO3 trừ để biến về CO2 cộng, cộng NO cộng cho nước. Với số mol đồng 2 cộng đồng chúng ta tạo thành ở đây là 0,075. Cái H cộng em lưu ý này, các H cộng ở đây chúng ta gồm có H cộng sinh ra sau phản ứng và H cộng có trong HNO3. Như vậy đây 0,15 cộng cho 0,1 thì đây nó sẽ bằng 0,25. Còn NO3 trừ ở đây, NO3 trừ ở đây là 0,4 này, đúng không ạ? Ban đầu nó 0,4. Như vậy đây thiếu NO3 trừ 0,4 cộng cho ban đầu có sẵn là 0,1. Như vậy tổng của hắn là 0,5. Khi đó chúng ta đi cân bằng phản ứng, sau đó chuyển cho NO là xong. Ở đây chúng ta dùng triết lý đó là 3 đồng, 8 loãng, 2 no, 4 nước.
Như vậy ở đây em ta đi so sánh mol, em sẽ lấy 0,075 em chia cho 3, 0,25 em chia cho 8, 0,5 em chia cho 2. Thì trong 3 số này thì cái số đầu tiên nhỏ nhất, hai số này là lớn hơn. Như vậy điều này chứng tỏ là gì? Sau phản ứng thì CO2 cộng, CO hết. Và NO bây giờ chuyển qua, em sẽ lấy 0,075 em nhân 2 chia 3 bằng 0,05. Và khi đó chúng ta tính được cái thể tích khí NO bằng 0,05 nhân cho 22,4. Ở đây mình tính là bằng 1,12 lít. Như vậy căn cứ vào đề bài thì chúng ta chọn đáp số đúng ở đây là câu D.